Rồi xin chào anh em nhé Hôm nay review cho anh em con Makita Con này là TD172 Màu vàng nha anh em Con này thân máy để cho anh em là 4 triệu 200 ngàn Pin 5A 2 cục Là 2 triệu 800 ngàn Pin mới Kèm theo sạc Sạc này là sạc 220 800 ngàn Kèm theo giỏ sách Dành cho những em nào có nhu cầu con TD172 màu vàng limited. Back in Japan, hàng mới chưa dùng. Đầy đủ phụ kiện dây đeo, móc treo. Con này thì có chỉnh nhanh phía trên. Là chỉnh 4 cấp và kèm theo các chức năng phụ khi anh em dùng. Ở chế độ các chức năng phụ thì có auto stop cũng như là các chức năng của nó. Tăng tốc tự động, Đây là bắt vít nhấp nha anh em. Rất là nhiều chức năng trên một con 172 này. Vòng tua của con 172 này hiện tại là 3600 vòng, vòng tua khá là nhanh. Đó. Mẫu mới nhất 2021. Máy nhập từ Mỹ nha anh em. À từ Nhật nha anh em. Máy này là make in Japan xuất tay từ Nhật. Hai pin chính hãng mới chưa dùng. Sạc chính hãng mới chưa dùng kèm theo giỏ sách báo giá lại cho anh em nhé thân máy 4 triệu 2, 2 kèm theo 2 pin 5A 2 triệu 8 kèm theo sạc uh, Makita dòng SD 800 kèm theo giỏ sách 200 ngàn thì anh em mua cả bộ này em sẽ giảm giá cho anh em 200 ngàn coi như là tặng cái giỏ sách cho anh em bộ này anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề rồi cảm ơn anh em xem video